Đó là những cái yếu tố quan trọng nhất trong giao tiếp thì gần như nó không có. Và thậm chí là trẻ sẽ bị một cái vấn đề rất là nguy hại, đó là tự kỷ. Và rất ngại tiếp xúc với xung quanh. Anh hãy cho biết những vấn đề trên mạng xã hội hoặc game online ảnh hưởng thế nào đến vấn đề giao tiếp của trẻ? Chúng ta biết là trẻ em thì cần phải có vui đùa và chơi. Ngày xưa thì bắn bi, nhảy dây, chơi 50, những trò chơi vận động cùng với những trẻ em trong cùng làng hoặc là xóm với nhau. Và cái sự tương tác giữa đứa trẻ và đặc biệt là những cái trò chơi mang tính vận động hoặc là trí thông minh, ví dụ chơi đánh cờ thì rất là cao. Nhưng mà mỗi một thời đại thì nó có một cái đồ chơi khác nhau. Và bây giờ đồ chơi của trẻ em là cái điện thoại thông minh. Và ngay từ lúc mà tôi thấy rằng là trẻ mới có 2 tuổi và dường như cái sự bận rộn của cha mẹ chỉ cần đưa cho con cái điện thoại là bé đã chăm chú vào cái điện thoại và rất là không còn biết tới cái gì xung quanh nữa và cứ thụ động vào cái nhìn cái màn hình. Và trẻ là lúc nào cũng nhìn vào cái máy, cái điện thoại hoặc là cái laptop. Và nó dẫn tới một cái hiện tượng mà khá phổ biến bây giờ là trẻ em mà mắt kém và đeo kính sớm rất là nhiều, chứ không phải là do di truyền. Và đương nhiên trên một cái điện thoại thông minh như vậy, trên một cái laptop, cái mạng xã hội thì nó 1 tỷ cái thứ ở trên đó. Và nó như một con dao hai lưỡi, nó có điều những cái điều tốt để có thể học tập, có thể mang lại những cái điều bổ ích về kiến thức, nhưng đồng thời nó cũng có những cái mà nó phản nghịch lại. Và chúng ta không thể nào kiểm soát trẻ, bởi vì trên mạng xã hội thì một cái đường link thì nó sẽ giống như là dây cà ra dây muống vậy, nó cứ từ cái này đi qua cái kia. Và nếu mà chỉ cần click vào một cái mạng mà nó sai thì nó sẽ dẫn cả một cái hệ thống luôn. Và trẻ thì thứ nhất là hiếu kỳ, thứ hai là chưa biết phân biệt cái gì là có hại hay không, và chỉ thấy nó lạ. Và đương nhiên nó là, chúng ta biết là trong con người nó có hai phần, là phần con và phần người. Và khi mà trẻ chưa đủ trưởng thành, chưa đủ nhận thức, chưa đủ trải nghiệm cuộc đời thì cái phần con nó vẫn nhiều hơn, nó vẫn cảm tính nhiều hơn, thì nó sẽ dẫn tới những cái hình ảnh bạo lực, là những hình web trend, là những cái điều mà nó không có hay. Thì và chúng ta biết là gì, những cái xấu thì nó lại dễ nhiễm hơn với những cái điều tốt, và trẻ sẽ cứ chìm vào trong cái chuyện đó và hình thành cái là nếu mà gặp cha mẹ người lớn thì trẻ tắt đi, và khi không có lại xem và xem lén, thì nó sẽ dẫn tới rất là tệ hại về mặt sự phát triển về tâm sinh lý và thậm chí là nhân cách sau này khi lớn lên. Làm việc với các bé thì anh có những ví dụ gì về việc bé thiếu kỹ năng giao tiếp như nói chuyện thiếu tự tin hoặc dùng những ngôn từ không chuẩn xác đối với người lớn? Từ cái việc mà suốt ngày trẻ chỉ làm quen với laptop, với lại cái iPad, với cái lại điện thoại, thì trẻ sẽ mất dần cái sự tương tác với xung quanh, thậm chí cả với cha mẹ. Và trong một cái thế giới ảo đó nó quá hấp dẫn, quá thú vị và cảm thấy nó an toàn khi mà mình không phải ứng xử, phải thế này thế kia với người khác. Và đương nhiên khi mà họ lập trình những cái điều đó thì nó đủ các cái thứ để mà nó hấp dẫn. Và nó dẫn tới là thứ nhất là trẻ sẽ kém cái sự giao tiếp rất là lớn. Thậm chí rằng là cái ngôn ngữ giao tiếp cũng hạn chế luôn. Nói thưa chuyện với người lớn, với người thầy cô là không chủ ngữ, không vị ngữ, không gì hết, cứ cập lốc. Thứ hai nữa đó là trẻ bị những cái ảo tưởng do những cái ảo ở trên mạng á, cho nên nghĩ mình sẽ là siêu nhân, mình sẽ là thế này thế kia và xa dần với cái thực tế. Nhưng mà thực tế thì đâu có phải như vậy, ảo và thực nó khác nhau. Tôi dẫn tới là khi mà trẻ sống trong một cái ảo tưởng trên mạng, khi gặp một cái thực tế ở ngoài như vậy thì trẻ sẽ bị sốc và nó sẽ có những cái phản ứng tâm lý, thì chán, vì không thích ứng được thì chán và ghét, và nó càng chìm ở trong cái mạng xã hội đó. Rồi tiếp theo nữa đó là chúng ta thấy bây giờ đó là tin nhắn á, toàn là viết tắt hoặc là những cái tiếng lóng như gì đó, thì cái điều ảnh hưởng nhất đối với lại trẻ em của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam, là dần bị viết sai tiếng tả, gọi là bị mất đi cái tiếng mẹ đẻ và cái văn hóa đọc, rồi những cái yếu tố mà thuộc về văn hóa chìm sâu truyền thống của một đất nước á, nó sẽ bị nhạt đi, nó phai đi. Và chúng ta biết là trong cuộc sống thì cái sự giao tiếp về tiếng nói nè, về ngôn ngữ mắt nè, rồi về ngôn ngữ cơ thể nè, thì đó là những cái yếu tố quan trọng nhất trong giao tiếp thì gần như nó không có đâu. Và thậm chí là trẻ sẽ bị một cái vấn đề rất là nguy hại, đó là tự kỷ, thu mình vào và rất ngại tiếp xúc với xung quanh.